cũng chia sẻ xung quanh với con và bạn muốn trở thành một chuyên nghiệp chuyên nghiệp đúng không? Điều quan trọng lúc này là cái chuyên nghiệp đó, lúc này là sự này. Tâm lý riêng của mình và em cũng vậy. Hơn hai nhóm tâm lý của em là sự mặc cảm